Những sai lầm đầu tư tồi tệ nhất của Warren Buffett. Nhiều thập kỷ qua, Warren Buffett đã trở thành tượng đài trong giới đầu tư. Người ta thường chỉ nhớ đến những thương vụ thành công của ông. Nhưng bạn đừng quên, thành công là một người thầy tồi tệ, và Warren Buffett cũng đã từng có nhiều thương vụ khiến cho ông phải hối tiếc. Trên thực tế, chính những thương vụ thất bại mới dạy cho ông nhiều bài học quý giá. Và cứ sau mỗi lần thất bại, ông luôn nhìn vào sai lầm và học hỏi từ đó. Sự tiến hóa trong phong cách đầu tư. Phong cách đầu tư giá trị và tận dụng sức mạnh lãi kép của Warren Buffett đã trở thành huyền thoại. Nhưng để phân tích sự tiến hóa trong tư duy đầu tư của ông, thì chúng ta hãy cùng trở lại câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa ông với một nhà đầu tư vĩ đại khác, Benjamin Graham. Năm 1950, sau khi tốt nghiệp Đại học Nebraska, Warren Buffett đăng ký học trường kinh doanh Columbia thuộc Đại học Columbia. Thực ra, Warren Buffett đến học tại trường Columbia vì ông biết rằng ở ngôi trường này có giáo sư Graham đang dạy môn cổ phiếu. Đối với Buffett, vai trò của Graham không chỉ dừng lại là một người giáo viên. Graham chính là đưa ra một cơ sở có lý luận rõ ràng trong việc lựa chọn cổ phiếu đầu tư, thứ trước đây vốn chỉ là một thách thức, không có nền tảng khoa học giống như trò cá cược. Một trong những bài tập mà Graham thường yêu cầu Buffett làm là nghiên cứu những cổ phiếu được giao dịch dưới giá $5. Từ đó, ông đã học được phương pháp đọc các bản báo cáo tài chính và cách làm thế nào để phát hiện gian lận. Hay nói chính xác là làm thế nào để xác định giá trị hợp lý của một công ty khi khai thác những tài liệu do chính nó phát hành. Đầu tư giá trị theo Graham nghĩa là tìm kiếm cổ phiếu được bán hạ giá khác thường dưới mức giá trị thực tế và kiếm lại lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Buffett đã tiếp thu tinh hoa nhưng đã cải tiến nó. Không giống Graham, Warren Buffett còn muốn xem xét cả bên ngoài những con số như đội ngũ quản lý của công ty cũng như lợi thế cạnh tranh của sản phẩm công ty trên thị trường. Và để đạt được cấp độ tư duy như vậy, Buffett cũng đã phải trải qua khá nhiều những thương vụ thất bại. Thương vụ thất bại đầu tiên, mua Berkshire Hathaway. Nhìn giá cổ phiếu của Berkshire Hathaway tăng 16.000 lần kể từ khi Warren Buffett mua lại công ty này. Không ai có thể nghĩ rằng đây từng là một sai lầm đầu tư của ông. Tuy nhiên, trong bức thư gửi cổ đông của Berkshire vào năm 1989, Buffett coi việc mua lại Berkshire là sai lầm đầu tiên và tai hại nhất của cuộc đời mình. Trong thư ông viết, sai lầm đầu tiên của tôi đương nhiên là mua lại Berkshire. Tuy lúc đó tôi biết rằng hoạt động kinh doanh chính của công ty là dệt sợi, không có nhiều triển vọng, nhưng tôi vẫn quyết mua vào bởi vì giá khi đó có vẻ rẻ. Chiến lược này tỏ ra khá hiệu quả những năm trước đó, nhưng đến năm 1965, tôi nhận ra rằng nó không còn phù hợp. Cụ thể, vào năm 1962, Buffett bắt đầu mua cổ phiếu của Berkshire từ Seabury Stanton, chủ sở hữu của Berkshire lúc đó, với giá là $7.60 trên một cổ phiếu. Hai năm sau, Stanton lúc này vẫn đang là CEO của Berkshire, muốn mua lại cổ phần từ tay Buffett với giá $11.50 một cổ phiếu, và Buffett đã đồng ý. Tuy nhiên, khi đọc thư chào bán, Buffett nhận thấy mức giá đã bị giảm xuống còn $11.325 một cổ phiếu. Quá tức giận trước sự gian dối của đối tác, Buffett quyết định không bán như ý định ban đầu, mà chuyển sang gom thêm cổ phần Berkshire với giá cao để trở thành cổ đông lớn, và rồi sa thải Seabury Stanton để trả thù. Chỉ vì để cảm xúc ảnh hưởng tới quyết định đầu tư mà Warren Buffett đã mua phải một công ty làm ăn lằng nhằng với mức giá quá cao so với giá trị thực. Trả lời phỏng vấn của hãng CNBC năm 2010, Buffett coi Berkshire là quyết định đầu tư ngu xuẩn nhất đời mình và ước tính thiệt hại từ khoản đầu tư này lên tới khoảng $200 tỷ, tức tương đương với vốn hóa của Berkshire năm 2010. Tuy nhiên, sau này Buffett đã chuyển công ty Berkshire Hathaway sang kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm. Và đến năm 1985, nhà máy cuối cùng của công ty từng hoạt động trong lĩnh vực dệt may cũng đã được bán. Từ đó về sau, ông đã biến Berkshire thành một đế chế đầu tư hùng mạnh. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách.
bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Mua công ty dệt Wombat. Mặc dù hối tiếc về việc mua lại công ty dệt may Berkshire Hathaway thất bại vào năm 1962, nhưng 13 năm sau, Warren Buffett lại mắc một sai lầm tương tự khi mua lại Wombat Mills, một công ty dệt khác đến từ New England. Buffett viết trong một lá thư gửi cổ đông năm 2014, giá mua là một món hời dựa trên khối tài sản mà chúng tôi nhận được, kết hợp với dự kiến tiềm năng hoạt động kinh doanh dệt hiện tại của Berkshire. Tuy nhiên, đó cũng là một nhận định sai lầm. Không giấu giếm, Buffett tiết lộ quyết định mua lại Wombat là một thất bại khác của ông, vì nhà máy này đã bị đóng cửa không lâu sau khi được Berkshire thâu tóm vào năm 1975. Bài học đầu tư lớn nhất ở đây là hãy học hỏi từ những sai lầm trước đó của bạn. Mua công ty giày Dexter. Năm 1993, Warren Buffett đã mua lại công ty giày Dexter với giá là 433 triệu đô bằng 9 cổ phiếu Berkshire Hathaway. Trong khi công ty này phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt tại các thị trường nước ngoài, còn tình hình kinh doanh thì sa sút nhanh chóng. Sau đó, Warren Buffett phải đóng cửa một phần công ty này và sáp nhập phần còn lại với công ty do ông sở hữu. Trong bức thư gửi cổ đông của Berkshire Hathaway năm 2007, Buffett coi việc mua lại công ty giày Dexter năm 1993 là một trong những khoản đầu tư tồi tệ nhất mà ông từng thực hiện. Ông chia sẻ, cuối cùng tôi còn phạm phải một sai lầm còn nghiêm trọng hơn, đó là đồng ý mua lại Dexter bằng cách hoán đổi 25.203 cổ phiếu loại A của Berkshire. Tôi tưởng công ty này có lợi thế cạnh tranh dài hạn, nhưng lợi thế này đã biến mất chỉ sau vài năm. Ông nói tiếp, tuy nhiên đó chỉ là khởi đầu của tai họa, vì tôi mua lại Dexter bằng cổ phiếu của Berkshire nên sai lầm cứ thế nhân lên theo thời gian. Thiệt hại đối với cổ đông của Berkshire không phải chỉ là hơn 400 triệu mà là hơn 3,5 tỷ đô. Nói cách khác, tôi dùng 1,6% sở hữu tại một doanh nghiệp tuyệt vời để mua một công ty hoàn toàn vô giá trị. Thay vì trả tiền mặt, ông đã sử dụng cổ phiếu Berkshire để mua bán. Vào thời điểm ông viết bức thư, những cổ phiếu này có trị giá hàng tỷ đô la. Không mua Amazon. Từ lâu, Warren Buffett luôn tránh đầu tư vào các công ty công nghệ vì ông không hiểu rõ mô hình kinh doanh của những công ty này. Tuy nhiên, ông từng thừa nhận rằng Amazon không thuần túy là một công ty công nghệ và lẽ ra mình có thể cố gắng hiểu được mô hình kinh doanh của Amazon. Tại đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway năm 2017, Buffett nói, tôi đã quá chậm hiểu, tôi không ngờ là Jeff Bezos, CEO của Amazon, có thể thành công rực rỡ như thế này. Đáng lẽ ra tôi phải mua cổ phiếu Amazon từ rất lâu rồi, nhưng tôi đã không hiểu được sức mạnh của mô hình thương mại điện tử tại thời điểm đó, vì vậy tôi đã bỏ lỡ cơ hội lớn. Có thể thấy việc luôn trau dồi kiến thức để hiểu biết thêm về hoạt động của nhiều công ty là hết sức cần thiết để tránh bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Giả sử Warren Buffett đầu tư 1 tỷ đô la vào Amazon vào tháng 11 2008, thì đến tháng 6 2018 ông đã có 40 tỷ đô la, tương đương mức tăng trung bình 45% một năm. Trong danh mục đầu tư của Warren Buffett, ông không bao giờ rót vốn vào những công ty mà mình không hiểu rõ, dù công ty đó hoạt động cực kỳ tốt. Việc cố mua cổ phiếu của những công ty tốt một cách mù quáng không phải là chiến lược đầu tư thông minh. Tuy nhiên, việc cố gắng tránh xa chúng cũng không phải là chiến lược khôn ngoan. Do đó, hợp tác với những người có điểm mạnh khác biệt với bạn sẽ giúp bạn không bị rơi vào trường hợp tương tự, tránh bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời. Đầu tư vào Tesco. Tính đến cuối năm 2012, Berkshire Hathaway đang sở hữu 415 triệu cổ phần Tesco, chuỗi cửa hàng tạp hóa đến từ Vương quốc Anh. Công ty này đã bán ra một lượng cổ phiếu lớn, nhưng vẫn giữ vị trí nhà đầu tư lớn nhất. Cho đến năm 2014, chuỗi bán lẻ này thổi phồng lợi nhuận và khiến cho giá cổ phiếu sụt giảm. Trong một lá thư gửi cổ đông năm 2014, Buffett cho biết những lo ngại về hệ thống quản lý của Tesco đã thúc đẩy ông chào bán một lượng cổ phiếu mà mình nắm giữ, vốn đang thu về 43 triệu đô la lợi nhuận. Tuy nhiên, điều không may mắn là ông đã không nhanh chóng bán ra toàn bộ. Là một nhà đầu tư cẩn trọng, tôi vẫn phải thừa nhận sai lầm này. Lẽ ra tôi nên bán toàn bộ cổ phiếu Tesco sớm hơn. Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn với thương vụ đầu tư này. Buffett thừa nhận sai lầm này khiến công ty của ông thiệt hại 444 triệu đô la lợi nhuận sau thuế. Bài học rút ra ở đây là khi làm bất cứ việc gì, hãy đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Mua cổ phiếu US Airways.
US Airways không nằm trong số những cổ phiếu thất bại mà Buffett từng đầu tư. Nhưng điều ông hối tiếc là đã chi 358 triệu đô để mua cổ phiếu ưu đãi của hãng US Airways vào năm 1989. Buffett nói rằng ông đã bị đánh lừa bởi lịch sử làm ăn có lãi lâu dài mà không xem xét kỹ cơ cấu định giá quá cao của hãng hàng không này. Từ năm 1990 đến 1994, US Airways phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh và lỗ 2,4 tỷ đô la. Dù sau đó khi hãng hàng không này phục hồi, Buffett đã nhanh chóng bán hết số cổ phiếu này, nhưng ông thừa nhận rằng đã phân tích hoạt động kinh doanh của US Airways một cách thiển cận và đầy sai sót. Bài học rút ra là dù là một nhà đầu tư mới hay là lão luyện, bạn luôn phải tìm hiểu thật kỹ trước khi xuống tiền đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Thất bại là một phần quan trọng để phát triển. Đến cả những nhà đầu tư lão luyện như Warren Buffett hay những doanh nhân dày dặn kinh nghiệm như Jeff Bezos vẫn mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính là thái độ của họ khi đối mặt với những sai lầm. Họ nhìn nhận nó như là một cơ hội để hoàn thiện bản thân vì họ biết thất bại tạm thời là không thể tránh khỏi. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!